Với lại ta là ai rồi? Ta là một pháp sư phong thái ba tôn này. Tôn chúng ta nhiều và rất là thông minh. Chắc là một người nghe. Tôi tâm nhìn. Tôi tin chị. Ta đây là Vũ Phi. Ủa, có gì nữa nè.
Chị ba chị làm sao? Hãy lấy gia đình. Được rồi, chị muốn đọc đây thôi. Tôi muốn mình trở nên đẹp trai. Thank you.
Chắc tay cả, có chết thì chắc cái cô gái ngu quá mình hơn. Anh đi
được nhiều người. Anh trả lời